Thưa sư cho con hỏi trong bài vấn đáp ngày 4 tháng 10 sư có nói Phật liệt ăn chay không ăn cá thịt là loại khổ hạnh và trích dẫn bài kinh đại sư tử hống nhưng ngay sau chữ không ăn cá thịt mà sư trích dẫn đó con thấy có thêm chữ không uống rượu men rượu nấu nữa điều này làm con hơi bối bố rối sư cho con hỏi vậy liệu có phải đức Phật liệt việc không uống rượu men rượu nấu vào loại khổ hạnh như sư nói là không có lợi ích đưa đến giác ngộ chăng? Nếu đó là khổ hành không có lợi ích, có không hiểu tại sao Đức Phật lại rất khuyến khích việc từ bỏ uống rượu, còn xem đó là căn bản giới trong năm giới quan trọng được dành cho Phật tử tại gia và các vị tiền theo vệ sư Cái chuyện nó rất, nó rất là đơn giản quý vị à. Nó rất là đơn giản. Đức Thế Tôn đã nói nghe từ đầu bài kinh. Nghe từ đầu bài kinh là ngài không có phỉ bán, ngài không có bài xích, ngài không có chỉ trích những người thực hành khổ hạnh. Bởi vì đó, bằng cái thiên nhãn siêu nhân, ngài thấy có những chúng sanh họ thực hành khổ hạnh đi địa ngục, nhưng cũng có những chúng sanh họ thực hành khổ hạnh họ được sinh thiên tức là trong những phương pháp khổ hạnh đó có những phương pháp đem lại lợi ích và có những phương pháp không đem lại lợi ích như vậy đó trong những phương pháp mà những cái vị khổ hạnh họ sử dụng phương pháp nào là đem lại lợi ích đó là những phương pháp được đức thế tôn khuyến khích hàng cư sĩ tại gia và hàng à, tu sĩ áp dụng đó là gì thứ nhất không uống rượu men rượu nóng, tức là không uống rượu phương pháp đó đúng là các vị cổ hạnh họ có thực hiện nhưng đức phật đồng ý cái phương pháp này đem lại lợi ích cái thứ hai là không ăn phi thời Phương pháp này cũng nằm trong các cái phương pháp khổ hạnh và Đức Phật đồng ý rằng phương pháp này đem lại lợi ích. Cho nên Đức Phật không hoàn toàn bài xích tất cả các cái phương pháp mà những nhà khổ hạnh họ áp dụng. Nhưng mà Đức Phật chỉ chấp nhận một vài ở trong đó thôi. Tức là chỉ có một vài trong đó nó đem lại tác dụng tốt còn tất cả những thứ mà đức phật không đề cập tới, ha? đức phật không đề nghị các vị tu sĩ thực hiện, đức phật không đề nghị hàng cư sĩ tại gia thực hiện thì chúng ta nên hiểu rằng nó không đem lại lợi đơn giản vậy thôi. Ờ, chứ còn đừng có nghĩ mình chúng ta có thói quen đó, qua đủ cả nắm, một là chấp nhận hết, hai là bài xích hết, nó không nên. Ừ một số cái có ích thì đức phật đồng ý giữ lại mình xài một số cái không có lợi ích đức phật không kêu mình giữ lại thì bỏ đừng có sử dụng uhm.